Các bạn ơi, hôm nay chúng ta cùng tô bức tranh này nhá. Đầu tiên mình sẽ tô hoa chứ. Những hoa khác mình sẽ tô màu hồng. Hôm đầu tiên là mình sẽ tô màu tím. Hôm thứ hai là mình sẽ tô màu vàng. Con này mình sẽ tô màu xanh. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.